Thơm quá. Mày biết rượu đâu mà thử, cứ rượu ngon là được. Rượu là bác thấy cảm ổn. Anh nhau là tin nhau trước tên Tết nên nó mua rồi. Tất cả các chung này trong đây hết à? Hết còn rồi. Hết giờ còn rượu nữa. Có nhiều lúc còn sót mỗi hàng dưới này. Là xong. Mỗi hàng ngon này bạn về chia cho anh em tí thưởng thức. Mẹ đồ ngon nó mới đang thử tí thường thơm tí. Rượu gạo thôi, bốn sơn nấu ở bốn sơn này thôi. Bao tiền lít nhỉ? 35.000. Rồi. Dân. Sông người các kiểu ngọc cẩu. Này bao tiền một can này hả bác? Hả? 300.500. 300.500 à? Bác bán cho một can. Hết rồi, không có rồi. Hả? Không có nữa rồi. Bác bảo ông ra từ đó một can. Ra thì bảo ông ra thôi. Anh em mới nằm vùng vẻ từ về đêm qua đi. Qua rồi. Hết à? Cắm sâu xuống đi. Với cái men này mà ông nào không biết uống rượu cũng phải biết là cũng thường phải thích. Cái thơm mà nó chùm ấy à? Nặng con này con say không? Có túi để cho vào ngon.